Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TDS Gamer. Mình là Thành đây. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái con đây, như các bạn đã biết trước mặt mình đây, đó là con tai nghe. Nó có tên là HyperX Cloud. Thì hôm nay là ngày thứ 6 đen tối, Black Friday thì mình cũng cố mình săn được em này. Những ngày bình thường thì mình chịu không thể săn được đâu. Vì em này có giá cũng chát, cho nên là hôm nay Friday thì được giảm giá khá là sâu, sâu lắm các bạn ạ. Đấy, thì nó có giá khoảng 18 củ khoai. Đấy. Các bạn cứ lấy 18 các bạn nhân với giá của một củ khoai lên là ra nhá. 18 củ khoai. Rồi. Đấy, thì đây là cái hộp của HyperX Cloud 2. Thực ra là mình cũng định nhắm mình mua một con tai nghe từ lâu rồi, tại vì là mình đang sử dụng cái con tai nghe gọi là in-ear này. Nó nghe nó rất là kém và nó rất là đeo lâu thì cũng đau tai đấy. Đấy. Con này thì mua có mấy chục k, con này chả biết nó tên là gì nữa, lâu như Genius thì phải, Genius thì phải. Ok, và mình cũng muốn sử dụng lâu dài nên mình ngắm cái con HyperX Cloud 2 thì thấy rất nhiều bạn dùng, người chơi game rồi là mình thấy cả pew pew dùng cái này, mic của nó chắc cũng khá ổn đấy, thì mình cũng chưa thử và hôm nay mình sẽ bóc hộp cho bạn xem. Đây các cái tim tim Liquid Echo các thứ, đây các cái giới thiệu tính năng. Con này có màu tông tông đỏ đen nhá. Ok, một cái tông rất đặc trưng của dòng HyperX. Ok, đây là cái phần dán tem của nó. Mình mới dùng cái chìa khóa mình cậy ra thôi chứ mình chưa mở hộp con này. Ôi chặt thế. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp nó ra nhé. Bóc hộp, bóc tem. Chặt vãi nồi. Xem nào. Rồi ok, sau một hồi vật vã thì mình cũng đã lôi được em nó ra khỏi hộp rồi. Đây là cái hộp của nó, hộp bên trong của nó. Cái hộp bên trong của nó có màu đỏ, trông như cái hộp thiệp cưới ấy. Nhưng mà trên này có một cái chữ HyperX rất là ngầu hoài. Đây là sau khi mở ra này có cái giấy tờ này, bí kíp võ công các thứ này. Đây là cái miếng xốp nó dùng để bảo quản bí kíp võ công này. Này này, rồi là hai miếng đệm thì cũng có thể thay thế này. Cái miếng này nó bằng nhung, nếu mà các bạn đeo vào mùa đông ấy, các bạn đi ra ngoài rất là ấm ấy. Rồi đây, đây là nhân vật chính của chúng ta, tai nghe HyperX Cloud 2 đây, còn nguyên ni lông mà. Đấy. Em này thì các bạn thấy là cái ốp tai của nó là bằng da bọc da. Nếu mà dùng về lâu về dài mà cái chỗ này nó hay bị bám mồ hôi ấy, thì chúng ta sẽ dễ bị bong chóc, nhưng mà chắc là cũng sử dụng lâu phết đấy, thế bảo hai hai ba năm gì đấy mới bị bong chóc cơ, nên cũng không lo. Và khi bong chóc thì các bạn có thể hoàn toàn đến tiệm chúng ta thay thế được nhá. Đệm thế ở đây cái đầu cái đệm bên phía đầu ta cũng được bằng da nên là nếu mà bị bám mồ hôi thì cũng có khả năng bị bong chóc đấy. Đây là cái logo HyperX. Đây là cái jack để chúng ta có thể cắm được vào PC, PS4, điện thoại. Thấy nó quảng bá là chúng ta có thể cắm được hầu hết các thiết bị di động. Miễn là có chân, có jack 3.5 là được. Rồi. Cầm khá là nhẹ, trọng lượng con này khá là nhẹ. Thảo nào nó ghi là cloud, cloud thì nhẹ, mây chả nhẹ. Ok, rồi chúng ta còn gì nữa không? Đây bên trong có chống ẩm, rất cẩn thận. Cái gì nữa đây? Xem nào. À, đây là cái quên mất, đây là cái mix. Cái mix gắn rời các bạn có thể cắm vào một cái lỗ ở trên tai nghe nó đâu vậy? Đây đây đây, cái nắp này, các bạn mở cái nắp này ra. Bạn mở cái nắp này ra này, chúng ta sẽ cắm cái phần đầu này vào. Khi các bạn không thích dùng mic, các bạn phải cất đi. Ok, để qua bên này. Rồi. Trong này chúng ta còn gì không? Một miếng đệm rất to để bảo quản.
Ok, ở đây một cái gì túi đen bí kíp gì đây? Một cái túi đen này. Bên trong này cái túi này thì có một cái thứ thiết bị. Đây là cái USB, cái đầu đầu truyền USB để dùng thì các bạn để là đây. Cái này có tác dụng là các bạn sẽ khi mà các bạn muốn bật cái âm thanh giả lập vòm, âm thanh vòm 7.1 ấy thì các bạn có thể dùng cái USB này các bạn chuyển này. Khi các bạn chơi các cái game mà tựa game về FPS thì các bạn có thể dùng. Chúng ta nghe các cái tiếng bước chân nó rất là rõ và các bạn khi các bạn xem phim ấy, đấy, xem phim cũng giống như trong xem các bạn xem trong rạp ấy đấy, âm thanh 7.1 nó sẽ giả lập. Rồi. Đấy, còn gì nữa không ta? À, quên. Còn một cái nữa đây, đó là cái đầu chuyển từ jack một chân sang hai chân. Các bạn cắm vào cái đầu này và chúng ta chuyển sang hai cổng mic và tai nghe ở trên máy tính. Còn bạn nào mà dùng laptop thì các bạn cắm thẳng cái cổng này vào luôn. Và ví dụ máy của bạn là chỉ có một cổng ấy, thì bạn cắm vào các bạn vừa sử dụng được mic vừa sử dụng được tai nghe luôn. Rồi ok, thì đấy là toàn bộ cái thứ nội thất bên trong của em 2 Cloud 2 này. Rồi. Không còn gì cả. Tan nát đời rồi. Bóc tem xong là tan nát đời rồi. Ok, mình sẽ để gọn gàng các thứ sau. Bây giờ thì mình sẽ đeo thử và mình test thử cái mic ở trên máy tính cho bạn xem. Ok, nó hơi bừa bộn. Đây là bóc hộp. Ok, và sau đây thì mình sẽ test cái mic của HyperX Cloud 2. Thì cái giọng mình nói mình đang nghe chính là cái giọng và cái tiếng mà các bạn đang đang được nghe đấy. Thì đây, các bạn có thể thấy là chúng ta có thể kết nối đầu một cắm vào cái sao card như thế này. Ở đây thì trên sao card của chúng ta có hai bên. Một bên thì chúng ta có thể là điều khiển âm lượng của micro và một bên chúng ta có thể điều khiển được âm lượng của cái tai nghe. Thì cái tai nghe mình chỉ để mức 7 thôi là nghe rất là to rồi. Đấy. Thì ở đây có một cái hình 7.1, cái hình 7.1 này thì các bạn có thể là ấn vào. Nó sẽ sáng lên có nghĩa là cái nó lại kích hoạt cái chế độ mà âm thanh vòm 7.1. Bạn nào bạn không muốn nghe 7.1 thì các bạn lại bấm lại một nữa là nó sẽ tắt đi. Đấy, rất là ngon. Để cái HyperX, cái logo HyperX của nó sẽ sáng lên nhảy trông rất là đẹp. Đấy. Dây này thì nó được bọc dù này. Nên là các bạn yên tâm những chất lượng sử dụng cũng là thời gian sử dụng nó sẽ khá là lâu. Đấy. Thì các bạn nào không muốn cắm vào sâu cạc thì các bạn có thể là cắm vào cái chân jack kia. Mình nghĩ là dùng cái sâu cạc này cho nó tiện này, cắm vào cổng USB đây, cổng USB của chúng ta đây. Rất là tiện. Đấy. Rồi. Thì thực ra là mình đã nghe thử cái chất lượng mic của cái HyperX này rồi thì nó cũng khá là ổn. Các bạn có thể là giao tiếp với bạn bè thoải mái. Còn về cảm giác đeo của cái tai nghe này thì mình khi mà các bạn đeo vào ấy thì các bạn hầu như không được nghe là cái tiếng gì ở bên ngoài đâu, ví dụ như bố mẹ các bạn ăn cơm thì chắc là cũng không biết đâu. Đấy. Thế nên là các bạn lưu ý là khi mà chúng ta chơi game thì chúng ta đừng đừng quá mải mê, không ai gọi cái gì lại không biết đâu nhá. Rồi. Nếu mà các bạn đeo lâu ở trong môi trường có điều hòa ấy, thì ok không sao, nhưng mà nếu mà các bạn mà không có điều hòa thì đeo lâu khả năng nó sẽ bị nóng và toát mồ hôi ở cái phần gọi là phần 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 đệm tai ấy, thì nó sẽ gây cái hiện tượng là bong tróc. Đấy, sử dụng về lâu về dài. Còn nhà bạn nào mà các bạn có điều hòa thì thoải mái. Ok, không sao. Đây thì ở đây nó có một cái nữa đó là các bạn có thể gạt mic. Các bạn không muốn nói, các bạn để gạt xong cái này thì nó sẽ tắt cái mic của bạn. Ở đây thì là cái kẹp vào áo này. Các bạn có thể kẹp vào áo cho nó cố định. Đấy. Rồi thì đấy là cái toàn bộ cái giới thiệu cũng như là cái trải nghiệm của mình về cái tai nghe HyperX Cloud 2 này. Rồi thì mới đớp được ở cái thứ sáu đen tối thì cũng khá là ngon. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye. See you again.